Ví dụ như bây giờ cặp vợ chồng này sống với nhau toàn là làm nhau đau khổ không à. Bây giờ chúng ta nghe đạo chúng ta nói vì con mà để đau khổ. Rồi con nhìn cha mẹ cũng không hạnh phúc. Cái tấm gương này nó không đặc biệt. Vậy sao đời con mình không lẽ cũng đi theo con đường như mình đã đi? Nên từ nơi đó có sự ngồi lại với nhau để mà nói chuyện với nhau. Bây giờ giữa tôi với ông sống với nhau toàn làm nhau đau khổ. Nếu một là từ hôm nay mình nên xây dựng lại được không? Xây dựng lại. Còn hai thì thà tôi ông chia tay đi, chứ đừng nên sống như vậy để làm nhau đau khổ làm cái gì. Tại vì tôi đã bình tĩnh suy nghĩ, tôi suy nghĩ rất là kỹ. Tôi với ông gặp nhau toàn là làm nhau đau khổ không, không có niềm vui hạnh phúc gì đặc biệt. Nếu mà sống như vậy thì giống như sống gỡ thôi. Một là mình nên xây dựng lại hoàn toàn cách nghĩ, cách làm của mình. Tôi với ông nên nhìn nhận rằng tôi với ông có cái sai, tôi với ông đều có cái sai hết đi, để mà tôi với ông xây dựng lại nó tốt hơn. Nếu mà mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại như vậy thì có khi mình lại có một con đường càng tốt hơn nữa. Còn nếu như ông vẫn chấp nặng vào cái chỗ là ông đúng hoàn toàn, ông vẫn duy trì con đường đó. Còn tôi thì bây giờ tôi muốn xây dựng với ông không nghe, tiếp tục lại sống như vậy nữa, thà tôi với ông đừng có sống với nhau còn hơn là sống mà không chịu xây dựng tốt. Đó thì giống như một cái ngôi chùa mà nhiều năm chúng ta tu một pháp tu như vậy, nó không có kết quả gì. Tại sao chúng ta không ngồi lại xây dựng lại nhau? Xây dựng lại là nhiều năm như vậy nó cứ theo cái đà. Cái đà là người trước vậy, người sau vậy, cứ từng đời như vậy. Thì bây giờ giống như bây giờ những đức nhìn từng đời của gia đình những đức ví dụ đi, thì từng đời ông bà là cứ theo cái đà vậy, cái đà vậy mà sống. Thì tới đời của cha mẹ những đức là rất khổ, rất là khổ. Cả đời của họ chưa biết một cái gì mà sống vui. Phải chi mà họ sống nghèo, mà họ sống tự tại thì như đức cũng học họ nữa. Mà này họ đã nghèo, họ khổ nữa chứ, họ còn sống tiêu cực nữa chứ, họ không có sống đặc biệt. Mà vợ chồng lại có đó ngày cự lộn với nhau nữa chứ. Mình còn nhỏ mình nhìn từ cái cảnh đó, mình còn nhỏ mình đã có góc độ, nhưng thật sự mình không biết học pháp. Những đứa không biết học pháp, nhưng những đứa có góc độ là những đứa phải xa cái gia đình này, những đứa phải đi ra khỏi cái gia đình này, những đứa muốn ở trong gia đình này được. Cái gia đình này nó họ có 10 công đắc, nhưng mà năm nào làm lúa về cũng đi trả nợ người ta không, bán lúa xong là trả nợ. Cái quan niệm ở dưới quê khi lúa đem về mình rất là mừng, tại vì mình là người nhà nông mà, lúa đem về đổ một đống lúa là mình mừng lắm. Vì có lúa có tiền mình thấy mừng mà. Còn nhỏ nhỏ cũng thấy có lúa là có tiền. Mình muốn xin ba mẹ mình một cái gì thì nhờ bán lúa, nhờ có lúa bán lúa mình mua được đồ, mình xin được cái gì xin một chút. Nhưng mà khi đem lúa về mình vui, chưa được bao lâu là lúa phơi khô hết, đâu là bán sạch lúa luôn, chỉ chừa được có mười mấy dạ lúa để xay ăn, rồi tiếp tục phải đi kiếm lúa để ăn lai rai. Hình như là mình thấy năm nào cũng vậy. Lúc mình còn nhỏ mình nhìn rõ ràng vậy. Xong mình đề xướng với ba mình rằng tại sao ba không bán vài công đắc đại đi, trả nợ phước cho rồi đi. Thà mình làm 7 công mà năm nào cũng dư lúa để trong nhà, còn hơn giữ 10 công đắc mà chúng ta mãi mãi là làm giùm cho người khác. Ba nên suy nghĩ lại. Thì ba những đứa cũng nói một câu rằng mày cứ đụng, mày còn nhỏ mà đụng nó rồi bán đắc không, mày bán đắc rồi mai mốt mày không biết mày lấy cái gì mà mày làm ăn được không biết. Trong bụng mình nói là thà mình dư lúa rồi từ từ mình mua đắt lại, còn hơn là mình làm công không dùm cho người khác, quanh năm mình trả nợ cho người ta. Việc này không làm. Từ khi còn nhỏ như đứa có một cái quan niệm như vậy, như đứa đề xướng. Ba như đứa ông nghĩ như đứa còn nhỏ đề xướng những điều đó ông không nghe. Xong lúc đó những đứa mới suy nghĩ rằng cái gia đình này mình không ở được. Ở cái gia đình này mình sẽ không có tương lai gì cả. Thật sự. Nên năm 18 tuổi những đứa bỏ nhà đi, xa gia đình. Những đức đi tìm một phương hướng của chính mình, nghĩ rằng là gia đình này có 10 công đắc mà ba anh em nam, thì ít gì thì mình là út trong nhà thì mình được 6 công, còn hai ông kia ông được 2 công. Tại vì thường là quan niệm út là như vậy quý vị, nghe không? Út nuôi cha mẹ là được đắc nhiều, cái quan niệm đa phần là đều như vậy. Còn những người cả mà có gia đình riêng thì đều ví dụ trong 10 công họ chỉ được 2 công đắc thôi. Nếu như quý vị có tiền thì quý vị có thể tính ra cái tiền mà đắc đó đó, vì trả đưa tiền cho họ, vì giữ đắc hết, vì làm như vậy thôi. Thì quý vị biết rằng những đức nói 10 công đắc mà làm còn không giàu, chứ đừng có nói chi là chia ra gần nửa phần
mà để cầm cái này để sống gỡ, thà không cầm gì hết, đi tìm con đường khác. Thì năm 18 tuổi Nhân Đức xa gia đình, là Nhân Đức nghĩ Nhân Đức không bao giờ trở về cái gia đình đó nữa. Có nghĩa là chỉ có dịp thì đi về thôi, chứ không bao giờ quan niệm Nhân Đức sẽ trở về miền quê. Thà sống ở đâu, không bao giờ sống ở cái nơi mà không thể nào phát triển được. Đây là một cái quan niệm lúc còn nhỏ Nhân Đức nghĩ như vậy. Nhưng mà không ngờ Nhân Đức lên thành phố thì Nhân Đức khi làm không có tiền thì lại kỳ cỡ, nhưng khi làm có tiền thì Nhân Đức lại hư. Nếu như Nhân Đức mà trên thành phố không hư thì Nhân Đức sẽ không có ngày hôm nay là một con người mở rộng, chắc chắn luôn. Vẫn là một con người tiêu cực thôi. Vẫn là giống như mình nói mình lập nghiệp, nhưng thật sự là cũng tiêu cực nữa. Vì nhờ trên thành phố Nhân Đức có tiền, Nhân Đức biết ăn chơi, Nhân Đức chơi nhiều thứ, nên cuối cùng Nhân Đức khi đi tu, Nhân Đức mới nhìn ra được nhiều cái, là biết được rồi. Nên không phải là như những người mà người ta đi tu từ nhỏ, người ta chỉ có mục tiêu gì thôi. Mà khi Nhân Đức mà hư rồi, Nhân Đức đi tu thì Nhân Đức nhìn ra nhiều thứ. Có nhiều cái mà Nhân Đức va chạm phải, Nhân Đức mới sợ nữa. Tại vì sao? Nhân Đức nghĩ cái đó gì đâu sợ, bình thường quá sợ cái gì. Thí dụ như bây giờ như bản thân Nhân Đức là, như thí dụ như Nhân Đức gặp một người nữ trẻ, Đức mới sợ. Còn nhiều người khác người ta đi tu là người ta rất là ngại cái chuyện đó. Người ta nhìn người ta cũng ngát, người ta sợ động tâm. Còn Nhân Đức nói mày động thì kệ mày, chứ động mệt. Động thì động, tu thì tu. Nhân Đức thì có quan niệm vậy, nên cái việc mà Nhân Đức nhìn một người nữ, Nhân Đức bình thường lắm. Nhìn thì nhìn, không có gì mà đặt vấn đề quan trọng quá. Tại vì cuộc đời mình thấy rằng mình nhìn nhiều người nữ quá, có gì đâu lạ. Chứ đâu phải là từ xưa giờ mình không được nhìn đâu. Nên từ nơi đó mà cái bản thân của Nhân Đức đó, tự nhiên nó trải qua những cái vai trò đó. Rồi xong Nhân Đức đi tu thì Nhân Đức thấy, ồ thì ra là nó cũng có lợi ích. Nó cũng có lợi ích cho mình bây giờ đi tu. Nên từ nơi đó mà Nhân Đức lo cho cái hội chúng trong chùa đa dạng. Rồi trong đây cũng rất nhiều người trẻ vào để tu. Nên Nhân Đức gần gũi, Nhân Đức lo rất là tự nhiên, không có ngại ngùng gì. Khi mà các cô cái này kia Nhân Đức dạy từng chút tự nhiên lắm, không có ngại. Chứ nếu như mà Nhân Đức chưa từng biết gì hoặc từ nhỏ đi tu, chắc chắn Nhân Đức không có biết dạy làm sao. Mà dạy cũng theo sách, sách vở à. Nó khô lắm. Theo sách vở nó khô. Nó không có gọi là phải là đi vào cái cuộc sống nhân sinh tự nhiên. Còn cái cách hướng dẫn Nhân Đức là nó là một cái cuộc sống tự nhiên, đã từng trải, đã từng gặp phải. Nên nó lấy những cái tư tưởng vi tế nhất để mà mình học tập, để chia sẻ ra, rộng ra. Và mình không có gì phải ngại cái miệng mình khi nói một cái gì. Tại vì nói cái đó là mục tiêu là gì người ta mà ngại gì. Từ nơi đó thì Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp, thì vị thấy rõ ràng là nó có cái gần gũi. Nên có những cái mà Nhân Đức nhìn ra được là nó lợi ích. Như cái thời cuộc bây giờ nè, là lập đạo tràng trên không trung là điều rất là hay. Và chính bản thân mình cũng làm ăn được cái gì đó là làm. Nhưng mà cái đó mình cứ lai rai, mỗi ngày mình cứ để những bài giảng lên, rồi mỗi ngày mình tu cùng với người ta những thời khóa, rồi từ từ rồi cái đầu mình phát diện rộng ra, mình giới thiệu cái này cái kia lên cái trang của mình, để mà mình thí dụ như pháp thí này kia, không phải là nói là cái gì, nhưng mà đó là một cách để phát triển một cái trang website của mình. Sau này thí dụ như có những sự cố gì mình không đi đến chùa được, thì thí dụ như mình cũng có một cái trang mà gọi là có những bạn đồng tu, chúng ta cùng tu trên mạng, cùng tu chung với nhau, có cái lực tu rất là hay, chứ không phải là nó dở đâu nghe quý vị. Đó, rất là nhiều cô mà làm điều này đều thấy có kết quả rõ ràng luôn. Nó rồi khắp nơi nơi, tại sao mình về đây mình tu gì? Bây giờ mình muốn đem tịnh độ này mở rộng ra. Vì sao chúng ta ở cái địa phương mình, quý vị mỗi người tại sao quý vị không chịu lập ra một cái chỗ để phát triển máy nghe pháp, máy niệm Phật? Nếu như quý vị làm được điều này, dù cho là quý vị làm giùm người ta đi, quý vị vẫn có công đức. Phát triển rộng ra từ từ. Thí dụ như mình có cái đạo tràng, mình nói lên, rồi bây giờ chúng ta là mỗi người đều có gia đình. Tại sao chúng ta không đem Phật Pháp giới thiệu cho một gia đình của mình? Là mình đem những cái máy nghe Pháp này mình giới thiệu. Bây giờ tôi cũng đặt tại chùa, là chùa giới thiệu cho tôi đặt những điểm như vậy, cũng y răng như trong chùa. Xong bắt đầu là quý vị lấy từ những chỗ này, quý vị tiếp tục đặt đưa cho người ta. Rồi bắt đầu là quý vị phát triển nhân rộng ra. Từ cái người đó mình chỉ người ta là người đó nên làm điều này để nhân rộng ra.
Một nó nhân rộng 100, 100 nó nhân rộng 1000, nó nhân rộng ra từ từ Phật pháp nó mới lan tỏa. Có nghĩa là hang cùng ngõ hẻm gì nó cũng lan tỏa đi được là nhờ con người nó cầm đi, hay nhờ con người họ cầm đi, thì như vậy Phật pháp nó mới phát triển được. Thì thí dụ như trong chiếc máy nghe pháp này nó hơn 1000 buổi, nghe làm sao mà hết nổi, cầm nghe hoài luôn, nấu ăn hay làm cái gì, hay đi ruộng rẫy hay đi buôn bán, treo cái bên, nghe được câu nào nghe. Có những cái mình nghe cái mình cười hòa lên, mắc cười, cười là thấy nó hay rồi đó, cười là thấy được rồi, nên từ nơi đó cái nó rất là hay, rất là tiện lợi, hết pin thì sạc thôi. Rồi thí dụ như không có đeo máy niệm Phật, ví dụ chiếc máy niệm Phật mà quý vị thường đeo đúng không, đi đâu mình cũng đeo máy niệm Phật, mình bật cái máy niệm Phật lên, mình đeo mình nghe. Ví dụ như mình nghe cái máy niệm Phật cũng là một cách để nhắc nhở mình niệm Phật, nghĩa là những cái phương tiện này nó rất là hay. Hay là thí dụ như chiếc máy bấm số này nó rất là đơn giản thôi, thí dụ như tính ra được cái thời của con người chúng ta nó thích gì đó. Ví dụ như một ngày đưa lên cho mình 1000 câu, 2000 câu hay 10000 câu. Ví dụ mình niệm câu A Di Đà Phật, mình bấm số. Ví dụ mình đưa ra cho mình 1000 câu, thì nhờ đưa ra 1000 câu đó mà mình lại bấm. Mình bấm là do gì? Mình đưa lên tiêu chuẩn là 1000 câu. Không phải là mình đi tính toán với Phật, mà Phật nói mình tính với Ngài đi, để mà niệm danh hiệu Ngài đi. Thật sự có nghĩa là tính với Ngài đi để niệm danh hiệu Ngài đi. Từ niệm danh hiệu Ngài lâu ngày thành quen niệm danh hiệu. Từ nơi đó mà máy bấm số nó gọn, mà nó đi vào cái công cuộc thời đại hiện đại phù hợp. Có nghĩa là con người ta thích là A Di Đà Phật bấm, ô được 100 câu rồi ha. A Di Đà Phật bấm, ô lên được câu nữa ha. Cái tự nhiên người ta thích như vậy mà người ta niệm, niệm từ từ người ta thành quen. Quen là mỗi ngày người ta thấy có thời gian thêm, tăng thêm. Cứ niệm một câu A Di Đà Phật ta bấm số, A Di Đà Phật ta bấm số. Nó nhờ như vậy mà nó giúp cho mình những phương tiện này, nó giúp cho mình để một ngày của mình mót niệm Phật. Như Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh khi còn tại thế, Ngài nói một câu rằng là có khi quý vị tu mót mà nó còn hơn thời khóa chính của quý vị tu. Cái tu mót đó rất là quan trọng, là mót mỗi ngày có Phật hiệu này. Mình cứ niệm câu mình bấm số. Cứ như vậy rồi thêm ở trên mạng, ở trên có nhiều người người ta lập cái trang mà ký số niệm Phật. Mình nhập vào cái trang ký số niệm Phật đó, để mà khi mình niệm mình báo số lượng cho người ta ghi giùm mình. Có nghĩa là ngày nào cũng báo số lượng, để ngày nào mình phải niệm để mình được báo số lượng. Có nghĩa là nhờ như vậy những cái phương tiện đa dạng phương tiện này, để nó giúp quý vị niệm Phật mà quý vị không bỏ cuộc. Quan trọng lắm đó nghe quý vị, cực kỳ quan trọng luôn á. Nên á, cái thời đại này mà nó ra những cái máy mà nghe pháp niệm Phật này là nó hay lắm đó. Chứ những cái thời trước của người ta rất là khó quý vị. Khó khi mà mình mà có được những cái trang bị này lắm. Ví dụ như cái máy niệm Phật nhỏ này thôi, như tối nay như Đức tặng cho quý vị mọi người chiếc máy đó. Nó thật sự mà nói mình là đủ duyên lắm đó. Mình làm mà làm rộng luôn. Mà quý vị biết rằng là chiếc máy niệm Phật nhỏ này nè. Và cái đèn bông sen thì mình kêu người ta làm. Nhưng riêng chiếc máy nhỏ niệm Phật đeo cổ là ngày xưa thầy làm xong, những đức thấy cái máy này nó hay quá, nó nhỏ nó gọn quá. Mà tới cái đời những đức mà làm chiếc máy đó là những đức làm luôn, thấy chưa? Vậy vì biết vì sao? Vì chiếc máy nhỏ những đức thấy nó bền quá. Những đức làm hoài luôn, làm hoài làm không biết bao nhiêu cái mà nói quá trời nhiều luôn. Trong cái dịp Tết mà chùa chúng ta đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật khoảng cỡ vài trăm ngàn cái. Nó không phải là đơn giản, vài trăm ngàn cái máy. Thì biết bao nhiêu tiền chưa? Vài trăm ngàn cái máy, chắc ba kho máy nhiều như vậy đó. Mà hình như cái chiến lễ này là nó sắp hết luôn rồi nè. Vì biết nó cái lượng ra cỡ nào chưa? Mà những đức thấy đúng là cái thời cuộc làm, đúng là Phật gia hộ những đức. Những đức làm, những đức ngồi suy nghĩ, nó phù hợp gì đâu á. Nó quá phù hợp luôn. Nếu như mà chiếc máy nghe pháp, máy niệm Phật này mà những đức tặng không cho đó nghe quý vị. Một là gì? Một là những đức đã bỏ cuộc và không làm tiếp tục nữa. Những đức biết rằng những đức có thể tặng cho quý vị sẽ cúng dường còn dữ hơn. Nhưng mà những đức không thể nào mạnh tay làm đến mức như vậy được. Vì mình chưa đạt đến khả năng buông xả hoàn toàn. Khi quý vị biết những đức tặng cho quý vị một chiếc máy niệm Phật không, quý vị còn cúng dữ hơn nữa. Nhưng những đức không thể nào làm hết cái lượng tiền đó được. Chắc chắn thế nào cũng bị cái tình trạng này xảy ra. Vì đây là cái mà những đức đã thấy, nhiều người đã bị cái tình trạng này nên không làm được. Nên những đức làm bằng một cái cách vô cùng rõ ràng luôn. Đó là gì? Đặt máy nghe pháp đưa lại cho quý vị. Quý vị đưa tiền, những đức trả cho người ta.
Còn quý vị muốn đặt giùm hay quý vị cho ai, đó là chuyện của quý vị. Những đức thấy trong cái thời cuộc này, những đức thấy rất phù hợp với cái cách làm này luôn. Rất phù hợp với cái cách làm này trong cái thời cuộc này nè quý vị. Tại vì cái thời cuộc cơm áo gạo tiền mà nói cái gì mà cho là thấy lạ lạ, mà giết nó cũng không có cảm giác đặc biệt. Thà lâu lâu lễ 2000 lại tặng một chiếc máy, cảm thấy rằng ồ đây là được á nghe, đây là được á, 2000 lại, mình lại 2000 lại tặng một món quà để kỷ niệm. Đây gọi là món quà kỷ niệm. Nó rất phù hợp, nó rất hay. Đây là cái việc mà những đức thấy rõ ràng, những đức làm như vậy mà cái lượng máy những đức đưa ra đối với cái người cho không á, tôi còn gấp không biết bao nhiêu lần mà nói nữa. Mà đa phần dàn Phật tử đều nói câu ồ cái cách này của thầy làm quá hay. Chính bản thân chúng con cũng lấy từ đó mà phát triển ra luôn, nó mở rộng, rộng vô cùng rộng luôn. Đó là cái việc những đức nêu lên cho quý vị nghe thấy. Mình làm việc trong Phật pháp có Phật gia hộ cho mình, để mà mình làm mà nhờ từ cái máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen để bàn thờ. Vì coi chỉ một cái đèn bông sen này thôi để bàn thờ thôi mà quý vị có thể hộ niệm cho người thân được luôn. Mà ghim điện xuyên suốt, vừa có đèn trên bàn thờ đẹp mà lại có điệu niệm Phật, mà giá cả nó cũng rẻ nữa, chứ nó có mắc mát gì nữa. Hình như nó có 100 mấy gì đó hả, 120 mới quý vị thấy không, đẹp gì đâu. Hiểu không? Nó rõ ràng luôn, ta để ngoài đó, ta đưa ra đó. Rồi bị đi về nhà, bị gọi điện thoại đi. Rồi bắt đầu bị muốn đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật hay cái gì bị gọi gì đây. Rồi đây chuyển cái số điện thoại ai cũng được, miễn sao ta gửi cho quý vị thôi à. Nó bây giờ nó rất là nhiều người ta gửi đi cho quý vị. Nhờ như vậy mà cái lượng máy nghe pháp, máy niệm Phật của mình mở rộng. Mà từ khi những đức tính ra cái việc mà bây giờ cho một số các cô làm điều này thì nó càng mở rộng máy niệm Phật, máy nghe pháp thêm. Nếu như một mình những đức làm thì chùa mình gói không nổi nè. Làm không phát diễn mạnh. Bây giờ những đức nhờ nhiều người cùng làm thì tự nhiên những đức phổ biến rộng ra để mà máy nghe pháp, máy niệm Phật này bây giờ nó giải rộng tá lả khắp nơi nơi luôn, quá đặc biệt đó. Bây giờ phải không, từ một cái đầu gỗ mà niệm Phật viết rồi, tự nhiên cái đầu gỗ lại có trí giống. Hiểu không? Đầu gỗ quý vị, những đức nói những đức là đầu gỗ, hiểu chưa? Nó vậy mà niệm Phật viết mà cũng phát minh làm được nhiều cách. Cái nơi mà người ta làm máy nghe pháp, máy niệm Phật của chùa mình bây giờ đó, là quý vị biết rằng là người ta lấy máy của chùa mình để người ta quảng cáo ở trên cái trang của người ta luôn. Ở bên Trung Quốc á, ở bên đó người ta làm, người ta lấy máy của những đức ta quảng cáo luôn. Tại vì cái lượng máy những đức đặt là không có một người nào đặt nhiều bằng. Có nghĩa là họ nói là từ xưa tới bây giờ chưa có một người nào giảng pháp, đặt máy niệm Phật, máy nghe pháp, đèn bông sen mà nhiều như chùa mình đặt. Đặt quá nhiều rồi họ lấy cái mô hình của chùa mình, máy của chùa mình đi quảng cáo luôn. Đưa hình những đức lên đứng. Nghe chưa? Đó thì thấy không, từ cái đầu gỗ tới làm gì, từ một con người vô danh tiểu tú tới làm gì niệm Phật. Thấy chưa? Mà tự nhiên bây giờ quý vị thấy rõ ràng, quý vị về đây 4 ngày quý vị nghe những đức giảng, mỗi buổi giảng mà quý vị nghe được rõ ràng mà. Đó mà ngồi nghe thấy vui, cười, thích. Thấy chưa, là gì đâu, là gì, niệm Phật chứ cái gì. Thì thấy dẫn dắt từ cái câu chuyện lập trang website thôi, cũng là một buổi giảng đó quý vị, nó là một buổi giảng chứ gì. Nên từ nơi đó chỉ người ta một phương pháp để người ta làm đó. Rồi bây giờ quý vị nghĩ đi, trong cái thời cuộc này ai cũng bận hết chứ. Gia đình của quý vị bây giờ có hậu sự gì, quý vị muốn hộ niệm kêu người ta đâu có dễ. Người ta bây giờ người ta đi hộ niệm cho cái chỗ kia, quý vị kêu người ta sao người ta đi đến hộ niệm cho nhà mình. Tại sao mình không chịu động lực tự nhiên của mình để mình làm cái việc này luôn đi. Mình không phát động cái chương trình gia đình của mình làm đi. Bây giờ càng ngày về sau mình không có gọi người ta được, tại sao mình không làm? Thì làm thì trang bị nè, điệu hộ niệm trong đây luôn. Thì gia đình phòng nhỏ mà bật lên cái là hộ niệm được ào ào rồi. Lúc cha mẹ già là hộ niệm được rồi. Còn nếu như ngoài đời cha mẹ già đi đến bệnh viện này kia thì cầm theo cái máy nhỏ xíu xíu treo cái lỗ tai của cha mẹ, cái điều hộ niệm, cái máy nhỏ cũng hộ niệm được. Nó quý vị nhớ đi, cái máy nhỏ cũng hộ niệm được luôn, lợi ích lắm đó quý vị à. Nên từ nơi đó những đức thấy rõ ràng là tại sao mình không chịu phát minh, mình làm những điều này để mình nhân rộng, mình chỉ người ta, nhiều người làm đi. Tại nhà mình là đều có ông bà cha mẹ già, tại sao mình không tính trước cái chuyện này. Rồi cái việc mà bây giờ cha mẹ già thì phải mắc quý vị hộ niệm được. Rồi bây giờ quý vị tặng liệm thì bị nhờ người ta,
chứ gia đình ít người qua tăng liệm không được. Nhưng tăng liệm xong rồi tiếp tục niệm Phật, đưa đi thiêu niệm Phật, quý vị có cần kêu thêm ai nữa không? Có quý thầy cũng tốt, không có quý thầy quý vị làm được không? Sao không được? Niệm Phật không sao không được. Đơn giản thôi, bắt cái điệu hộ niệm của những đức lên cái niệm tới bờ tới bến, đưa đi chôn, bắt đi rằng răng ngoài đường phố, rồi đi vô trong ruộng lúa rồi bắt rằng răng ở trong đó thử được không? Đào mộ nguyệt lên, bắt đầu vừa đào vừa niệm Phật ở trong đó thử được không? Rồi chôn xuống niệm Phật, mỗi tầng thắt niệm Phật, rồi qua 49 ngày rồi đám dỗ niệm Phật, cứ niệm Phật tới vậy là được rồi. Còn đưa đi thiêu thì xe chở đi, bắt cái lo niệm Phật lên chạy ngoài đường rầm rầm niệm Phật thử được không? Sao làm vậy đi, mô hình chùa mình nè đó. Bây giờ quý vị thấy chiếc xe chở đưa đi đài quả tán gáp vô đó, quý vị thấy không? Ngày xưa mấy anh em nói bây giờ chúng ta mua chiếc xe rồng, chiếc xe rồng hỏi nhiều 900 mấy chục triệu, xe rồng người ta trang bị chiếc xe rồng 900 mấy chục triệu. Những đức về, những đức suy nghĩ chiếc xe rồng 900 mấy chục triệu mà để chiếc xe rồng trong chùa thì không khác nào chù cho mấy bà già chết. Cứ để xe rồng trong chùa là đi ngang là giống như mấy bà chết đi để xe này chở mấy bà chứ. Mà không làm được những chuyện khác, xe rồng sao làm chuyện khác? Xe rồng bây giờ chúng ta đi chở đồ cúng dường được không? Không có được. 900 mấy chục triệu chôn nằm trong đó uổng. Cuối cùng như đức phát minh ra, như đức nghĩ tại sao mình không mua chiếc xe lam, rồi mua hình Phật mình gắn xung quanh, mình làm tự Phật ngoài trước cái đầu xe, rồi mình đẩy quan tài vô ngồi trong đó cừ hú ý trong đó đưa đi được không? Vừa nghĩ đến mức này thì mua chiếc xe 300 mấy chục triệu, chiếc xe chở quan tài đó 300 mấy chục triệu. Rồi bắt đầu là những đức cho mua hàng sắt, hàng sắt xong bắt đầu gắn chanh, khi mà có người mắc gắn chanh vô, bắt đầu gắn tự Phật vô, khi xong hết dân rồi gỡ ra xe chạy đi nhận đồ cúng dường, chạy đi vòng vòng xung quanh đường phố ngon lành. Khi có người mắc gắn vô lại tiếp tục làm xe chở quan tài, khi xong rồi gỡ ra rồi bắt đầu là làm việc bình thường, không có trở ngại cho chiếc xe làm việc xuyên suốt, tiền người ta cúng xứng đáng, thấy không? Nó thấy rõ ràng luôn đó xe đó, cái xe gắn bên này đó, cái khu vệ sinh quý vị mà có cây bự, có cái xe mới gắn rồi đó. Bắt đầu ngày mai này bắt đầu là xuất hành nè, xe đó xuất hành nè. Sáng bắt đầu là khoảng cỡ 8 giờ đi á, bắt đầu đi qua bên kia đưa bà cụ đến này quả tán, bắt đầu đi về là khoảng cỡ 10 giờ thì bắt đầu là chiều gần 2 giờ đưa bên đây đi, khoảng 3 giờ mấy, khoảng 3 giờ mấy là về lại đây à. Nói quý vị thấy cái trang bị người ta làm bài bản, rồi xong rồi sau này những đức mà nói là tản liệm này kia, những đức mới bố trí thành một ban tản liệm luôn. Chùa mình có một ban tản liệm là quý chú làm, tại vì mình nuôi mấy bà cụ, mình nuôi mấy bà cụ mà đa phần là mình là người nữ, thí dụ đi, dù cho mình già đó nhưng mà cái chuyện mình để cho một cái người lạ nào đó tự nhiên mà nói mà tản liệm cho mình hoặc tắm cho mình lương tâm mình nó vẫn có một cái gì đó mà người ta thấy, thí dụ như người ta chưa siêu thoát thì người ta thấy ngại lắm chứ. Thật sự mà nói thấy bị ngại, để đó là cái cảm giác tự nhiên, hiểu không? Thì những đức nghĩ đến cái mức vậy thì những đức nói là khi các cụ mắc thì mấy cô trong chùa tâm, thì các cụ rất là vui được cái cảm giác đó, là lúc mà còn sống mà nghe vậy mà an tâm, là khi các cụ bệnh đau yếu các cô chăm, khi các cụ mắc các cô tắm, các chú liệm. Yeah. Các cô tắm, các chú liệm. Thì chùa mới một bang, Đại Tùng Lâm một bang, ở đây một bang, mỗi vị trí đều làm như vậy. Xong liệm xong thì sau này những đức thấy mấy anh em liệm, có khi mấy ổng liệm cũng chưa phải đạt đến mức mà như hòm gươm ổng bắn vít được đâu, có khi cũng không cứng, ổng vét, ổng chét mấy cái ấy không chắc chắn. Những đức mua thêm cái bao y lông xịn luôn, bao lông ngon luôn. Xong tản liệm xong ha, bỏ vô cái bao ngon lành, kéo rẹt lại liệm, rồi vậy thì nó sạch sẽ hoàn toàn vệ sinh luôn, vậy thấy không? Đó nên từ nó làm thành một cái gì, cái đội ngũ trong chùa chuyên nghiệp luôn, chuyên nghiệp tản liệm luôn đó quý vị. Đó, thấy không? Cái việc nuôi người già mà tính đến mức này là nó còn gì nữa bây giờ?
Rồi xong là chương trình là như thế nào, đưa đi đài hỏa táng, mỗi thầy mỗi bên chùa đều làm được hết. Tại vì bắt điều niệm Phật của hòa thượng và của những đức. Nó bên đây thì bắt của những đức, bên kia bắt của hòa thượng. Đi dọc đường niệm quá trời niệm luôn. Tới đèn đỏ mà ngừng lại một cái, bao nhiêu khi cả ngàn người ta ngồi đứng ngay đèn đỏ, ta nghe cái gì cái gì cái gì. Mà chạy ngoài đường, nó chạy ngoài đường nó niệm tá lạ, thì người ta thì ưa thấy cái gì lạ lạ, ta chạy ra ta nhìn. Gì ta, gì 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 ai gì đạo Phật dữ trời. Mà dính là vừa cái gì ai gì đạo Phật dính liền, thấy không? Thì một lần chết như vậy mà nội đưa đi con chùa mình đưa đi, cái phước đó lớn cỡ nào chứ. Cái phước của cái người chết này cực kỳ lớn, vì gieo cho nhiều người nghe câu Phật hiệu, thấy không? Quá thù thắng không? Đó, nên quý vị thấy rằng cái chuyện làm gì đó tại sao quý vị làm không được? Thì sao quý vị nói quý vị làm không được? Có gì làm được? Làm được bình thường. Nó cho chùa mình làm nè, quanh năm suốt tháng có gì đâu. Con người đến lúc chết thì nó chết thôi. Chúng ta lo cái gì, cái chuyện họ chết thì ta chết. Thì ai mà không chết sớm muộn cũng chết. Đừng có sợ chết chùm. Nó có chết chùm chết gì đâu, tầm bậy. Người này thọ mạng đến lúc chết thì chết. Chừng nào ta thọ mạng đến lúc ta chết thì ta chết. Chứ đừng có nói rằng chết mà không có ngày vợ, chết chùm sao? Làm gì chết chùm? Chừng nào nó chết thì nó chết, chứ tự nhiên chết chùm. Mới quan niệm sợ chết thì nghĩ cái tầm bậy. Cũng vì quý vị sợ chết mà bị người ta bài vẽ. Phải chứ quý vị mà không sợ chết ai bài vẽ được. Sợ chết quá bị người ta hù. Nhát. Nhát hết. Không mà người ngoài đời không biết tu nhát nhiều lắm nha. Mỗi ngày thì bậm trợn đồ hung dữ đồ ghê lắm. Nhưng mà gặp quan tài tài sợ quá tài ơi. Nhiều đứa con qua cụ đồ đây nè. Trời ơi, ở đây mà mắc xong kêu nó vô tắm lên tại ơi còn về ấm đồ sợ lắm, ngủ ghê không dám tắm, cha mẹ nó không dám tắm đó nè. Rồi kêu kinh con tài nó, tài ơi con yêu lắm người tài sợ ghét nhắc hết là nó ngộ ghê, làm như nó sợ đụng quan tài là đụng cái thứ gì. Những đứa đụng hoài mà sao vậy, đứa không chết phước cho rồi đi, sống hoài có gì chết đâu. Không, ginh một năm bao nhiêu quan tài, những đứa ginh hoài đó mà những đứa có chết đâu. Những đứa có khi còn mua quan tài gì, những đứa còn thử. Tại vì mua gì mình biết cái quan tài này nằm có phù hợp cho các cụ không, nên mình nhào vô mình nằm coi bị ngang của nó làm sao mình mới biết được. Mình nói với người ta là nó bự ra nhiêu cm sao. Rồi như những đứa là cái tướng, những đứa là cái tướng tương đối là cũng là chung chung đối với các cụ đó quý vị. Mét sáu mấy là chung chung. Nha, chung chung với các cụ là đối với người ta là nếu mà mua quan tài mà dài hơn những đứa chút là tương đối vừa, thì từ nơi đó bị ngang những đứa cũng vừa bị nằm vô những đứa nhúc nhích thử coi nó bá cạnh hai bên không. Vậy thì khi mà những đứa giang tay ra mà phù hợp được thì những đứa nào mập cỡ nào thì cũng cỡ những đứa rồi được rồi, đóng vậy đi, cứ cái mẫu gì mà đóng hoài. Nên cứ là thường chui vô quan tài nằm đồ chơi trong đó đồ, thấy không, mà có chết đâu, chết tay nào đó, thấy không? Nó nên bữa nào muốn vô nằm cho vô nằm chứ. Cả chùa này đớ đông quá mẹ. Tôi có kho quan tài sẵn thì tôi đem ra cho nằm thử coi. Hiếm luôn á, hiếm có cơ hội lắm nghe không? Lâu lâu mới có cơ hội này. Ha, con muốn nằm không? Ai muốn nằm thì cho nằm. Ai muốn nằm đi, tôi chút tôi ginh ra 10 cái. Buổi chiều này còn thời gian á, bữa nay là cái buổi mà chúng ta tối hôm nay xong rồi có khi cũng chia tay ha, chia tay lúc nào sắp xếp được đến gặp lửa ha. Giờ mình lỡ chiều nay mình chia tay rồi thì thôi đem quan tài cho nằm chứ. phía sau khu tăng nó có miếng đất rộng ngay bảo tháp bà thượng, như đứa để một bên 5 năm, hai bên 10 cái. Rồi cho sắp hàng đi vô, cái nằm lên cái thích chút xíu cái chui ra, cái người khác cái vô nằm thôi, để mình biết trước sự việc của nó là mình nhắc mình là từ khi mà nằm vô cái quan tài tới giờ tự nhiên mình về cái mình hiền đi. Lúc trước mà chọc mà mở miệng ra là mình kêu im. Bây giờ mình thấy
sớm muộn gì mình cũng vô quan tài nằm thôi. Giờ mình hiền rồi thử, sao tự nhiên nó giác ngộ ngộ ghê. Từ khi nằm quan tài tới giờ về sao nó hiền khô ngộ ghê. Tại vì mình thấy rằng là cuộc đời mình á, nó có chạy nhanh cỡ nào thì chạy cũng không ra khỏi quan tài. Đất đai có nhiều cỡ nào thì cũng là nằm trong quan tài. Một là chôn cung cái chút xíu, còn hai là mình đi thiêu thì cũng là hủ cho tàn. Làm gì đâu, một đời con người cái gì đâu mà tranh giành dữ vậy. Cũng là ba buổi cơm mà cuối cùng quy về cái quan tài. Rồi chôn mà cũng ra bả, rồi thiêu thì cũng ra cho. Một đời con người đi qua như vậy thôi chứ gì đâu. Nên mình nên có cái cảm giác sâu sắc về cái sanh tử của cuộc đời quý vị. Để con người chúng ta sống những ngày tháng chúng ta có nụ cười, có niềm vui. Đừng có buồn ai để trong tâm chứ gì mai mốt chết rồi. Thí dụ như quý vị thường buồn người ta để trong tâm đi, là nó thành một cái nghiệp. Mà cái nghiệp này nó chiêu cảm khi cặn tử nghiệp quý vị, nó đưa quý vị vào cái quỷ đạo xấu. Có người mà thường buồn người ta là đi vào quỷ đạo xấu là chắc chắn luôn. Tại vì mình thường buồn mà cái cảnh giới buồn là của tam đồ ác đạo mà. Mà mình thường buồn người ta là mình đi theo tam đồ ác đạo là chắc chắn. Còn ví dụ như mình thường vui, mình thường quan hỷ, mình thường tha thứ, mình thường khoan dung, thì bèo gì quý vị cũng lên trời làm tiên nữ hoặc là tiên nam vậy thôi, đúng không? Như mấy ông mà vui vui gì mà không tu niệm Phật, mấy ông cũng về trời làm tiên nam. Hiểu không? Làm tiên nam thì mình mỗi ngày mình đi coi coi tiên nữ múa hát. Ví dụ như trên trời người ta đi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngày mở ra một cái hội gì đó, là các tiên nữ mời hàng Nga đến để múa. Nói là có cái vũ điệu gì hay lắm, cái những chàng tiên nam sẽ bay đó. Trên trời người ta cũng có phương tiện, nó đi nghe xe ngựa đồ người ta cũng có đó. Tại trong lục đạo luân hồi trên trời vẫn có mà. Nên từ nơi đó là người ta đi đến nơi đó để người ta coi múa hát, rồi người ta dự hội bằng đào, bánh trái ăn uống, nước nôi đồ uống cũng ngon lành lắm á. Nên từ nơi đó cõi trời cũng ngon mà. Mà cái người vui vẻ, quan hỷ, không buồn giận ai để trong tâm, biết tu phước tu duyên, không có niệm Phật, nhưng mà phước duyên lớn, đi về chơi xong nó hưởng thụ. Thời gian cũng dài nghe, mà hưởng xong có khi không tu gớt xuống. Gớt tu cái dữ luôn vậy đó. Ở khi mà trên trời cao nhất mà đứng gớt là gớt tuốt luôn chứ, không phải giỡn đâu nghe. Dù là từng giờ cao nhất, thí dụ như từng giờ cao nhất là từng giờ vô sắc giới thiền, là cao nhất của từng giờ. Là từng giờ đó, con người ở từng giờ đó là người ta thường cứ cho người ta là đã chứng quả rồi đó. Vì năng lực thần thông của người ta rất cao, vô sắc giới thiền. Họ cho rằng họ không có thăng luôn rồi, họ là một người đắc đạo luôn rồi đó quý vị. Nên nói về tu hành, nên từng giờ vô sắc giới thiền ấy, trong kinh giáo nói dẫn liệt ghê vào bát nạn. Tại vì sao? Họ không chịu tu. Họ cho rằng họ là một bậc đỉnh cao, nhưng mà cái cuộc đời giống cuộc đời này là những người cho mình là hiểu biết đó. Bây giờ hiểu biết rồi phải chọn cái pháp nào cao dữ lắm mới chịu tu. Thì từng trời vô sắc thế giới thiên á, là đưa họ vào liệt kê vào bát nạn mà trong kinh Phật nói. Họ không tu vì nên từ nơi đó vì thấy không, nhiều người ở trong cái cuộc đời này họ cho họ hiểu biết, họ cho họ là người trí thức, họ không chịu tu đó quý vị. Họ không niệm Phật á, họ cho rằng đây là cái pháp tầm thường, họ phải làm cái gì phi thường kìa. Hoặc là họ cho những con người này thấp kém, họ không làm giống người này. Nó họ đi đến chùa là họ đi vòng vòng, họ nhìn họ, có khi họ chạy môi á, họ nói làm cái gì đó mà ngồi nghe dùng hay lúa đi nghe vậy đó. Họ cho như vậy y gan là từng trời vô sắc giới thiên, cứ là cho mình chứng quả rồi, hơn người không chịu tu nữa. Từng trời sắc giới thiên người ta còn chịu tu, nó còn chịu tu, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị nghe những điều này rồi thì mình tại sao mình không sống cho nó đặc biệt một chút, sống vui. Bây giờ nghèo nó cũng nghèo rồi, buồn thì cũng nghèo. Thấy chưa? Còn xấu thì nó cũng xấu rồi, buồn thì nó càng xấu, đúng không? Rõ ràng luôn. Như ngày xưa như đứt miệng rộng, như đứt cái che hoài thì nó cũng không che được cái miệng. Che làm sao mà che được cái miệng? Nó ra miệng rộng thì là rộng thôi chứ sao mà che. Chúng ta chỉ có cách là đưa cái miệng ra thôi, chứ không thể nào mà giấu được cái miệng. Bây giờ quý vị thí dụ như cái miệng rộng đi, quý vị giấu nó thì quý vị
tồn động giữ gìn chỉ cá nhân. Cá nhân là buồn, cá nhân ôm nỗi buồn tương tư. Được chưa? Mình buồn quá khi mình miệng rộng mình xấu, mình ôm lại mình giữ. Thì nhiều người người ta nhìn từ mình, người ta sẽ mặc cảm theo mình. Nó mặc cảm là ông đó miệng rộng ông mặc cảm, thì mình miệng rộng mình cũng bị mặc cảm. Ông đó súng răng bị mặc cảm, mình súng răng mình cũng bị mặc cảm. Nên cái làm của mình nó không có làm gương cho người ta để hướng lên, mà mình làm cho người ta bị đứng lại và bị chìm xuống. Nên mình là người học Phật thì mình phải làm sao cho người ta nhìn thấy mình mà người ta có thể đứng lên được. Như vậy là làm một tấm gương cho người ta phấn đấu, hiểu không? Thí dụ như sau này những đức nói như đức miệng rộng nói này nói kia, mà nhiều người miệng rộng như những đức, người ta ta thấy ô ông thầy miệng rộng ông nói thẳng, như vậy mình miệng rộng có gì đâu sợ hà, chứ sao đâu. Hiểu không? Nên từ nơi đó làm cho nhiều người ta cỡ mở ra thì miệng mình đỡ rộng, đỡ hô. Rõ ràng luôn. Nhiều người bây giờ bị thấy như đức đỡ hô rõ ràng mà. Ngày xưa hô lắm, hô miệng rộng, cường cái là thấy răng không, không thấy cái miệng, thấy chưa? Nhưng mà ngày xưa không bao giờ nghe ai nói chứ cần phớt phớt nghe vậy là mắc cỡ. Nó mắc cỡ trong tâm á. Mà cái mắc cỡ trong tâm là nó tăng cái nghiệp của hô và miệng rộng lên. Mình làm sao mình vừa nghe vậy mà nói ô hô giống mình quá, thoải mái quá. Vậy thì cái miệng rộng và cái hô kia nó từ từ nó giảm lại. Nên nó nói làm sao mà nó động đến mình một cái gì mà mình chạm nhẹ cái mình nói à mày dính chỗ này. Nói cái gì mà động cái mình chạm cái là mày dính chỗ này. Để điều chỉnh cái đó là Phật pháp là nó là nó điều chỉnh mình, điều chỉnh từ từ nó càng ngày càng đặc biệt. Nên cái cuộc sống chúng ta đi đến với cái cuộc đời này, chúng ta sống mỗi ngày mà biết cười đó là quá hạnh phúc. Thật sự biết cười đó là quá hạnh phúc quý vị ạ. Mà nhờ biết cười này là nhờ cái gì? Phật pháp. Phật pháp cho mình biết cười. Đó quý vị coi, ví dụ như chùa mình bây giờ 3-4 điểm chùa đi, quý vị coi á, người ta nữ người ta vô đây người ta sống nó cười khòa khòa vui. Nà, có nhiều cô hồi tối lại Quan Âm lại quá trời, mấy cô mình nó khỏe lắm nghe, lại khỏe lắm em, mấy cô trưởng đoàn la không có cửa bằng đâu, la không nổi bằng đâu, mấy đứa nó khỏe lắm, tại nó làm việc mỗi ngày nó rất khỏe và cái tích tụ nguồn năng lượng mà vui của mấy đứa nó vui vui cao độ, vui giống như quên hết à, không có gì buồn, cái gì cũng thấy tự tại. Khi nó niệm Quan Âm nó la đồ nó tự tại lắm, nó vui lắm, thấy không? Ví dụ như mình bị cái ràng buộc là thí dụ như có chồng, có con, gia đình. Bây giờ cười vui quá thì lỡ chồng nó thấy được nó nói thì sao? Thấy nó bị kéo lại nên cái tâm nó chưa phát ra được. Không phát ra được, còn người ta có gì đâu ai mà kéo người ta đâu, nên người ta rất là tự tại. Nó gọi là thông dong tự tại. Thấy không? Thấy rõ ràng đó chưa? Nó đó là cái điều mà trong đó cũng có nhiều cô ba mấy, 40 tuổi, bốn mấy tuổi cũng có trong đó nữa. Nó, người ta đều có được những thời gian, thấy rõ ràng chưa? Nên những đức nói rằng là trong cái cuộc đời này bây giờ có rất nhiều mối tình đến với nhau, cũng nhiều hứa hẹn, nhưng mà thật sự hứa hẹn đó không được bao lâu. Nó, rõ ràng mà nhiều người mình đã thấy rõ ràng mà hứa hẹn ghê lắm, nhưng mà thật sự mà làm được như những lời hứa hẹn đó thì nó ít lắm quý vị. Nó, thì bây giờ mình may mắn mình gặp được Phật pháp rồi, những cái gì đã trải qua mình cũng hiểu hết rồi, nó không có gì lạ chứ, nó vẫn là như vậy thôi. Cua vẫn là cua mà còng vẫn là còng thôi, chứ không có gì lạ chứ. Hiểu không? Bây giờ mình nói với chồng cua vẫn là cua, còng vẫn là còng thôi. nó bây giờ phải xây dựng lại thôi để nó đặc biệt hơn chứ. Nên quý vị biết chùa chiền mình là quý vị có cơ hội rồi đó, có cơ hội mình vừa tu học được, mình vừa đến tu được, mình vừa cũng có thể gia nhập vào cái đội ngũ này để mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời được luôn. Có nghĩa là nó đều giúp cho mình mọi mặt, cái gì cũng được. Nên những đức thấy rằng Phật pháp nó hay quá quý vị. Tại vì Phật pháp nó đem một tư tưởng để truyền tải quý vị, đem tư tưởng để truyền tải để cho con người ta cảm thấy phấn chấn lên, luôn luôn sống phấn chấn lên. Nó chứ đừng có sống mà đi đâu cũng ơi trời ơi mệt mỏi gì đâu, làm cả năm mà không có tiền bạc gì hết, ơi mệt quá, thấy chưa, khổ ghê chưa. Mà cái người mà khổ họ dung dây cũng nghe cái mùi khổ, mà cái người mà vui họ dung dây cũng nghe cái mùi vui. Thật sự nên nói rằng là người buồn cảnh vật có vui bao giờ, thấy chưa, buồn là cảnh vật không thấy vui,
mà vui mà ngồi chặt cũng thấy vui nữa. Mà buồn dù dù ngồi một cái hoàn cảnh mình nhìn trời ơi sông núi đẹp vô cùng mà mình nhìn tự nhiên mình rơi nước mắt. Ủa đẹp quá mà sao khóc? Buồn quá trời ơi. Tự nhiên nhìn hoàn cảnh đẹp tao buồn quá. Vô duyên không? Nhìn cái gì cũng buồn hết trơn á. Ngồi ngay chân ngoài đường nhìn xe chạy qua chạy lại tự nhiên khóc. Hỏi làm gì? Buồn quá trời ơi, nhớ mẹ quá. Thấy chưa? Tối ngày đụng cái gì cũng buồn hết trơn á. Tại sao sống kỳ cục vậy? Con người ta đâu phải dễ rơi nước mắt. Tự nhiên đi rơi nước mắt tì tiện, muốn khóc thì khóc. Làm cái mắt thừa, mắt dư hay sao? Nhiều người phụ nữ giống như cuột bịch nước mắt cái bên. Đụng tới một cái là chảy nước mắt. Lao xong chảy nước mắt. Ngộ thấy ghê vậy nè à. Làm như họ là giống như cái đường dây của họ là cái đường dây nước mắt hay sao? Đụng cái là họ khóc rồi. Nhiều người nữ nó rất là lạ kỳ nha. Kỳ cục đi bệnh gì. Vui cũng khóc. Mấy cái coi học cái cõi đời này lạ không? Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Khổ quá rồi tự nhiên được hoàn cảnh thoải mái một chút khóc. Hay sao vậy? Tủi quá. Nhớ đời khổ quá mà bây giờ được gì? Khóc. Ngộ chưa? Lạ chưa? Nè. Nên từ nơi đó giết rồi nó ba trợn hay sao? Giống như khổ với người khờ. Chữ khổ nó thành chữ khờ thấy chưa? Khổ khờ. Khờ mà ở trong khổ mà cừ gượng. Khờ ở trong khổ, khổ ở trong khờ mà cừ. Giết cừ ngộ lắm, cái người khổ cừ giết ngộ lắm mấy vị. Mấy vị đây là vì nghe những chuyện là vì thoát. Có nghĩa là thoát dòng túc lỵ hiểu chưa? Nghe với mà thoát dòng tục lỵ nên nó cười. Cười vui á, còn gặp ở nhà mà cười. Có nhiều nụ cười kỳ cục lắm. Gặp người chào hỏi. Cười cho kỹ trời. Lỡ không lỡ cười trời ơi. Làm ăn không được nhưng mà cười cái gì mà cười. Kỳ cục vậy đó. Hoặc là gặp nhau, nó buồn gặp nhau cười nè. Buồn quá ngoài đuôi gần chết. Gặp kêu chị hai phải không? Khỏe. Giống nhăn mài vậy đó. Thấy ghê không? Không có bao giờ mà có nụ cười mà ngồi mà không có cười được gì. Nếu không có cười mà vui vẻ mà hả miệng đồ ra, đưa răng đồ ra không được. Làm cười giống khỉ bạc má. Có nhiều người cái mặt kỳ cục cười gì đâu mà nó lạ ghê. Cười mà ngồi mà mặt gì nè. Cười mà nó nhớ ông nội ông ngoại vậy đó. Cười mà nó nhớ cái gì đâu, nó nhớ khổ đau gì mà cười. Thấy không? Cái nụ cười ở đây là nó cười thật sự, nó cười chứ nó không có nhớ ông nội ông ngoại, nhớ khổ đau gì chứ. Hiểu chưa? Dẹp. Vô đây 4 ngày là dẹp sạch. Thấy không? Dẹp gì hả? Chồng con gì. Bỏ hết trong 4 ngày đấy. Không có nhắc tới nữa. Về tính sao? Có nhiều bà nói: trời ơi tôi giờ vô chùa tôi tu 4 ngày nay tôi vui tới ghê, tôi về tôi gặp ông là tôi thấy khổ đau. Nào có mà. Nhiều bà vậy đó, về nhà cái thấy sao mệt mỏi quá trời ơi trời. Sao về nhà thấy mệt quá. Vậy đó mà ở đây do nằm lăn nằm lóc vậy mà ở tu vậy đó. Mà vừa về nhà tối hôm nay cái là nằm ịt ngang à. Ôi trời ơi 4 ngày tu dữ quá. Sáng mai nghỉ một buổi cõi. Ngày mai chắc ngủ tim gai. Trừ áo 4 ngày gì đâu. Ăn ít ngủ ít. Làm nhiều quá trời. Chắc tối đêm nay về ngày mai chắc nghỉ một bữa ngủ. Ngủ xong nghe. Ngủ xong nguyên một ngày thức dậy coi gương nó coi cái mặt. Không mắt phục mặt. Người ta gặp nó nhìn nó nói: ủa chị tu 4 ngày sao mặt kỳ vậy? Thầy ngủ sớm tới giờ. Thấy chưa? Tự nhiên nó ù cái mặt kỳ cục lắm nghe. Mà ở đây thì mặt sáng lắm. Mặt đẹp sáng sủa. Nhưng mà về tự nhiên ngủ giấc ngủ nhiều quá tự nhiên mặt bước ra. Nói chuyện kinh kênh đó chứ. Gặp chồng này. Chào không? Chào chào sao bà đi tu vậy mặt kỳ cục với bà.
4 ngày tu dữ lắm á. Lại 2 ngày lại luôn, tu quá trời tu luôn. Về đây cho ngủ con gái chữ áo. Thấy chưa? Có đó chứ, em có đâu nghe. Về ngày mai ngủ ngày nè. Ngủ thẳng cẳng nè, nhất là mấy bà thành phố Vũng Tàu đi về sớm nó ngủ. À, còn nhiều bà thì chồng nó đâu cho ngủ đâu. Tại vì sao? Vì đi tu 4 ngày nay về phải đi làm việc bán đồ này kia đồ, nó đâu có cho ngủ. Chứ sinh nó đi được 4 ngày, bữa sau về là phải lo công việc. Hiểu chưa? Phải lo công việc. Nên từ nơi đó mà làm, ngồi đâu cái làm, về cái tự nhiên làm. Chồng nói mình đi mấy ngày nay về ngủ gà ngủ gặm vậy đó. Tùy lắm á, tùy nhiều lắm á. Nói cho tôi là Vĩnh Phước cái tôi có chuyện với tôi đó chứ giữ đâu. Tôi có công nhiều lắm á, nghe chưa? Thấy không? Nó là tính công với anh ta nữa đó. Thấy không? Nó đủ chuyện, về đi rồi thì sao thấy. Vì là Bồ Tát thiệt hay giả là cái gì nhà. À. Ở đây nè là nghe Bồ Tát ngon lắm. Nói là ở đây toàn Bồ Tát. Giơ tay Bồ Tát không à, đúng không? Nhưng mà về nhà rồi đâu gặp Bồ Tát chồng, Bồ Tát vợ nó thử. Nó khảo đảo dài keo biết Bồ Tát thật hay giả. Nó nên nó đủ chuyện đi về nhà mà gặp. Tại vì 4 ngày ở đây phát tâm Bồ Tát. Về nó thử có không phải Bồ Tát thiệt không? Nó dập te tua thử có Bồ Tát không? Đó. Mấy bà về đi mấy bà sẽ gặp à. Thấy à, sao biết Bồ Tát gì à. Bước vô cái là nó chữ một chập trước, nhất là có những người đây sẽ bị chữ nè. Có bị chữ đó. Đi 4-5 ngày mà. Bây giờ cái gì nó cũng có cái giá của nó chừng. Vô đây mấy ngày nay tôi làm cười quá trời cười thì về nó chữ. Nó chữ còn cười nổi không? Bồ Tát mà. Thử cái chữ đó cái Bồ Tát này sao? Họ nói bữa nay là sắp sửa tối hôm nay chia tay rồi đó. Thì bây giờ tôi nói trước để cho gặp sự cố để mà biết đem cái câu thần chú này ra. Đâu bắt đầu lợi lực đưa lực. Tao nhìn kỳ á bà. Đi tu 4-5 ngày đó bà về làm tay kỳ cục đi. Không tụi nó sợ kỳ cục. Tự nhiên 4-5 ngày đưa tay rồi. Ông làm gì? Thầy chỉ cho tôi. Mỗi lần mà ông bà chỉ chữ tôi là tôi. Cầm ly luôn. Chống cái tay vô. Cháu tay bún. Chồng sao mặt trên mày đó chị chồng. Tôi nói cho ông biết nha. Thầy chỉ tôi còn thằng chú ấy chứ. Tôi đọc rồi đã tôi chấm tay nữa tôi bún. Tôi đợi ông mà chữ tôi. Tôi nói ông mà chữ tôi là miệng ông nói đẻ ông lưu lắm. Ông tôi sợ quá trời sợ. Xên mặt xên mày. Nên từ nơi đó bị biết. Về nhà đi rồi gặp. Vừa bước vô cầm cái giỏ bằng đêm này đi về nè. Lon ton kéo giỏ vô. Nó hỏi mày đi ra khỏi nhà. Mày đi đâu 4-5 ngày mày tối đêm hôm chó sủa ôm sùm. Về đây. Đi. Này. Ra chỗ nào tự tách. Tự tách nó chưa. Qua gặp ô qua gặp. Trời ơi trời. Lễ 4 ngày mà chưa về bị chồng đuổi. Trời ơi trời. Thầy Đức ơi thầy Đức. Sao nó lễ 4 ngày công đức tù thật. Tôi thấy chưa thấy cái gì. Vừa về nhà nó chữ. Tôi kêu sắp dọ đi tôi đi đâu đi trời ơi trời. Lúc đó nó tự nhiên nó mê nha. Nó mê cái nó nghi về cái công đức Lại Quan Âm. Nhưng nó không biết rằng muốn làm Bồ Tát thì phải gặp thử thách mới làm Bồ Tát. Thấy không? Giống như cái dao mà mài nó mới bén. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà phải được mài dũa thì nó mới thành Bồ Tát thiệt. Mình quên mất tiêu. Nó đuổi vậy thôi chứ thật sự nó đâu có đuổi. Còn nếu nó đuổi thiệt mình hỏi, đuổi thiệt không? Tôi hỏi không? Ông đuổi tôi thiệt không? Nó chờ cái gì hết sao? Tôi gãy nói đi le bữa nay nó kinh khủng với tao. Tôi bây giờ bây giờ tôi là Bồ Tát.
cười chết được. Tự nhiên bước vô đủ rồi, tự nhiên mà đi gu thì nó lép quá. Ông nói sao, tôi với tôi 4 ngày tôi làm gì đâu mà ông đuổi tôi, nghe không? À, cái gì nói tôi vô tôi nghỉ ngơi một chút là bộ bình thường vậy nè, tôi vô tôi nghỉ ngơi một chút cái đuổi gì mà đuổi, vì mai tính sao, nói chuyện nghiêm nghiêm thì cứ ghê chứ đừng có đuổi mình núp nó làm tớ. Thôi đi tu 4-5 ngày mới đi đâu, vô nghỉ mai mốt mai có gì tính sao. À, đi ra hôm nay về tôi với bà đứng mà banh hai cái chân kìa. Không sợ nữa. Đó. Ây, chỉ tôi một chiêu rồi. Ôi ơi, chắc nó cười mệt chết luôn. Cười với một làm gì mà kỳ cục vậy trời. Ôi bà vô mà ngủ vô tôi đi. Tao thấy ghê quá. Đúng quá. Ông mà nói vui vui gì chứ về mà gặp nó cũng mắc cười ác đạn luôn chứ bây giờ đâu nghe. Ông chắc chắn là cái dàn đông này thế nào cũng gặp. Thế nào cũng gặp. Trời xem mày biết à. Nó có nhiều bà ở đây chứ trong lòng cũng suy nghĩ tới về không biết nó có nói này nữa kia không. À, khỏi lo. Cái gì nó tới thì nó tới. Gì mà sợ. Đúng không? Gì tới thì tới à. An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Cái an vui trong hiện tại thì hạnh phúc mãi bên ta. Lo làm chi để mà bất an. Hiểu không? Đó là quá đặc biệt. Có một cái cô này, cô gặp những đức tội nghiệp. Bà cầu siêu cho chồng bà mà bà ghi cái giấy cầu an. Bà là chắc Phật tử mới. Với cậu An rõ ràng. Mà trên đây là để họ và tên Trần Anh Đắc, pháp danh Minh Hòa Lâm Trung, ngày 24 tháng 8 2022, 55 tuổi. Là ông chồng này là ông nghe pháp Như Đức, ông muốn gặp Như Đức một lần, nhưng mà chưa gặp được, chết quèo. Nên bà lợi bà chạy theo mà thấy tội nghiệp lắm, đưa Như Đức nói là thầy đọc giùm để cầu siêu cho ảnh giùm, tội nghiệp ảnh quá. Ảnh nghe pháp thầy ổng thích dữ lắm, ổng nói là muốn gặp thầy một lần nhưng mà tuổi thọ không cho phép, không đi được là chết queo. Thấy tội nghiệp quá, kêu đọc thì đọc giùm cái thôi, nguyện cầu siêu cho chú thôi, về Cực Lạc đi gặp Như Đức làm chi. Nghe pháp là được rồi, về Cực Lạc gặp làm chi, đúng không? Nên đây cũng là một bài học mà nhắc tất cả chúng ta, thấy không? Từ xa nghe pháp, về Cực Lạc gặp. Gặp ở đây cũng vậy, có dịp thì gặp, còn không có duyên gặp thì về Cực Lạc gặp. Đúng không quý vị? Anh chi? Gặp có gì đâu mà đặc biệt, không? Chỉ nghe pháp vui là đặc biệt rồi. Quý vị nhớ, chúng ta gặp Phật pháp là chúng ta đều có cơ hội để được sống tốt. 100% có cơ hội để được sống tốt. Và cái lập trường của một con người để sống tốt không có mù. Không có mù. Dù chúng ta đã lỡ bị vấp ngã một cái gì, dù chúng ta có lỡ bị dính vào chồng vào vợ gì mà không được hạnh phúc, chúng ta vẫn có cơ hội để lập trường lại. Như cái những đứa hồi nãy nói cho quý vị nghe đó. Bây giờ nên về ngồi lại với nhau để nói rõ ràng. Sự việc này không thể nào tiếp tục lâu dài nữa. Vì lâu dài nữa thì nó cứ là như vậy, càng ngày càng lún sâu. Giống như bây giờ chúng ta đứng dưới bùn, không thể nào chúng ta không tranh thủ bước lên. Nếu chúng ta đứng tiếp tục ở dưới đó thì nó lún càng sâu, chúng ta bước lên không được nữa. Cái gì nó cũng còn có cơ hội để chúng ta quay đầu. Nếu như nó sống với nhau rất là tốt thì việc này quá đặc biệt rồi. Nó sống mà mỗi năm nó càng tốt, càng vui thì điều này nó quá tốt. Còn nếu nó sống mà càng ngày nó càng đi xuống không, việc này nên xây dựng lại. Vì thấy không? Những điều như Đức chia sẻ cho quý vị nghe, quý vị thấy nó rất trung đạo. Cho quý vị một tư tưởng, cho quý vị một cái góc độ, cho quý vị một cái tư tưởng lòng tin. Đừng bao giờ lúc nào mình cũng sợ hãi rằng là bây giờ mình đến với một người đó rồi mình khổ như vậy.
Nếu như mà bây giờ mình buông người này ra, mình sẽ sống như thế nào? Đó là một cái điều quý vị sống, quý vị bị lệ thuộc. Quý vị sống một cái tư tưởng lệ thuộc, quý vị rất là tệ. Cuộc đời con người nó đều có một cái khả năng phát huy, mà khả năng đó nó vô lượng lắm. Đừng bao giờ cho rằng không có người đó mình sẽ sống không được. Phải chi một người đó nó đặc biệt vô cùng thì mình mắc người này mình rất là ổn. Nhưng người này nó không có gì đặc biệt cả thì mình phải xây dựng lại cho người này nó tốt hơn. Nếu như nó không chịu tốt hơn thì thà mình chọn một con đường mới tuyệt vời hơn để mình đi, nó càng đặc biệt hơn nhiều. Bị nhớ nha, con đường mới này không phải như Đức chỉ quý vị là quý vị đi kiếm chồng khác hoặc là quý vị đi kiếm vợ khác, không phải. Mà con đường mới này nó nên tránh bớt đi cái sự việc này. Cái sự việc đó nó đã đi vào không ngon rồi, chúng ta đi đến con đường mới khác hơn. Sống làm sao cho nó tự tại hơn. Thí dụ như bây giờ người ta nói cái câu ngày xưa nó cũng hay: có chồng như rong đeo vào cổ. Nó có lý quý vị, có lý. Giống như là nó có một cái gì gàng buộc mình, rất là gàng buộc quý vị. Rồi nó gàng buộc mình, nó có khi phiền não dữ lắm. Nên từ nào đó, nếu như một ngày nào đó mà nhân viên không còn nữa mà gỡ chiếc rong này ra, mình có chịu nổi không? Có khi bị nói quen rồi, gỡ ra buồn lắm. Thấy chưa? Thôi thì chịu, thôi thì bó tay, còn gì nữa bây giờ. Rong đeo vào cổ mà nói quen rồi. Đúng rồi, quen với cái khổ, gọi là kham nhẫn đó, đúng không? Nghĩa là khổ trong cái cõi ta bà mà kham nhẫn, chịu khổ, không chịu thoát khổ. Hiểu không? Bây giờ khổ thì phải thoát khổ chứ, tự nhiên dạy gì để trong cái khổ hoài. Thấy không? Con người chúng ta, thí dụ như chúng ta trong một cái dòng lãng quẳng cho thoát ra khỏi cái dòng nó ngon quá chứ, dạy gì trong cái dòng đó làm chi. Như bản thân Như Đức trong cái ngôi nhà vậy, Như Đức phải tìm phương hướng để thoát ra khỏi cái nhà này chứ. Rồi thoát ra cái nhà này, Như Đức lên thành phố xong Như Đức phải thoát ra thành phố luôn. Thì Như Đức phải lên trên Phật A Di Đà. Thấy chưa? Tại sao mình không hướng thượng? Hướng lên nữa, hướng lên nữa. Lên chừng nào về tới thế giới cực lạc thôi. Cái này mới là tuyệt. Nó nên thí dụ như Như Đức thường nói, chồng mình bỏ mình hay vợ mình bỏ mình thì giống như là nó gỡ chiếc rong này ra. Hoặc là ban đầu là nó dụ mình, nó nói những lời ngọt dịu là dụ mình. Nó làm một cái lồng thiệt là đẹp, nó sơn vàng xung quanh. Trong cái lồng đó nó làm một cái cửa nhỏ nhỏ. Sau nó kêu chip 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 vô đây đi. Cái mình nghe mình thích quá, tưởng là cái lồng này đẹp quá. Tại vì mình chưa có biết cái không gian bên ngoài nó còn rộng đẹp hơn. Mình tưởng là cái lồng này là được đối với mình lắm rồi đó. Nó vẽ lên một bức tranh đẹp vô cùng. Và mình cũng tưởng tượng ra là nó bước vào đó nó sẽ hạnh phúc làm sao, nó tuyệt vời lắm. Không, chắc chắn là nhiều người nữ quý vị cũng đã từng có một cái bức tranh trong lòng quý vị mà. Chàng công tử đó như vậy rồi, chàng sẽ lo lắng cho mình. Chàng nói những lời ngọt dịu, bùi tai mà thích, mà thích vô cùng. Nên là nó kêu chip 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 chip. Chúng ta mới chui vô cái lòng, chui vô cái lòng nghe, chui vô lòng cái nó nói chip 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 vô rồi đúng không, cái nó đẩy nắp lòng lại. Thấy không? Cái mình một ngày là mình khổ quá, mình nói chip 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 chip. Mình nói là mở lòng đi, mở lòng đi, tại sao nhốt tôi trong đây, đúng không? Năm nay ê. Nói cho nghe nè, ê, tôi dụ đó, vô rồi thì đừng mong đi ra, nghe chưa? Nghe không? Chưa vô lòng rồi. Rồi mỗi ngày nó bỏ cho một chút thóc, một chút đồ ăn. Rồi lâu lâu rồi nó đem cành hoa lại nó cắm cho nhìn ngó chơi một chút vậy thôi. Thấy không? Rồi bắt đầu là cứ ở trong đó lâu ngày lại quen trong chiếc lòng. Lâu ngày lại quen chiếc lòng nghe. Quý vị thấy có những con chim đi, nó ở trong lòng mà khi mình mở cái nắp lòng nó không chịu bay ra nghe quý vị. Nó cứ ở trong đó hoài. Mình kêu ra đi chim, ra đi mày, mày ngu quá. Mà ở trong đó rồi đó, tới giờ mày ra ngoài mày bay, ra ngoài đẹp lắm, còn có nhiều cây cối mát, ra. Nói không, tao trong lòng quen rồi. Hiểu không? Tại vì nó trong cái lòng nhỏ này lâu ngày nó thành tiêu cực quý vị. Nó nghĩ rằng cái hoàn cảnh bên ngoài nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
sợ bay ra một cái là bị chó mèo giặt chết. Nên từ nó đó mà nó thà ở trong chiếc lồng tròn nhỏ xíu trong đó để sống những ngày tháng cô đơn quạnh quẻ trong chiếc lồng thôi, chứ không có biết nhìn bầu trời rộng lớn. Nên mình mở nắp lồng mình kêu đi ra đi, nó không chịu. Nó quen rồi, quen trong cái lồng đó. Nên phải có cần có người đến nói cho nó nghe là mày yên tâm, bên ngoài nó còn những cái việc tốt hơn và làm những việc ý nghĩa hơn. Chứ mày đừng nghĩ chiếc lồng này là tốt nhất. Có khi mày buông chiếc lồng này ra mày sẽ thấy cái tốt hơn rồi sao? Tại sao mày không cho mày một cơ hội để mày sẽ thấy cái tốt hơn? Mà cái tốt hơn đó là cái người thiện trí thức dẫn dắt mày, để chỉ dạy mày, để làm nên những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Rồi mình vạch cho họ nghe một con đường, mình chỉ họ, họ tự nhiên có lòng tin, rồi họ thấy rằng ô như vậy thì bước ra càng tốt hơn, đúng không? Đúng, tốt hơn. Khi những đức trên phòng rảnh chút là những đức lễ Phật. Cứ mỗi lần lễ Phật thì tự nhiên lại nghĩ ra một cái đề tài để học tập. Và những đức thấy rõ ràng là phương pháp niệm Phật lễ Phật là một phương pháp tích tụ nguồn năng lượng cao nhất, 100% luôn. Nghĩa là quý vị biết vì sao mà những đức lên chia sẻ Phật pháp là tiếng những đức nó rõ à? Là do những đức bên kia những đức lễ Phật trước. Chứ nếu như những đức bên kia mà những đức không niệm Phật lễ Phật á, là qua là chắc chắn cái tiếng những đức nó phải khao khao một chút. Tại vì cái thời gian của cái cần cổ mà nó làm việc nhiều quá thì tiếng nó sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng vì sao mà khi qua nói chuyện là tiếng rõ liền? Là do những đức niệm Phật lễ Phật bên kia nó phát âm quen, bởi vì nó có phát âm cho nó thông cổ á, là niệm Phật lễ Phật cái điệu bốn chữ. Nên hay lắm. Xong là nó qua là người nó phấn chấn lên liền. Chứ không phải như là mình ngồi trong phòng suốt mình qua mặt khờ khờ. Mà qua nó mặt nó lanh là do nó niệm Phật lễ Phật là nó người nó tỉnh cái đầu óc dữ lắm. Mà con người mình mà thí dụ như mặt khờ khờ đồ là do cái đầu óc nó không được tỉnh. Nên những đức thấy rằng là cái phương pháp tu này nó rất là hay. Ở trong cái thời cuộc này không phải ai cũng có thể tập trung được con người đông để mà mình tu đâu quý vị. Có khi có những nơi mình tổ chức đông đông một chút thôi là có sự việc phiền phức, có trở ngại liền. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, cái thờ của Ngài đã lập đạo tràng trên không trung và Ngài cũng đề xướng cái việc mà mở ra những trang phép sai để dẫn dắt người ta tu. Từ nơi đó mà cái thời cuộc phát triển này, trang mạng internet rất là phát triển. Nên từ nơi đó quý vị nên mỗi người lập một cái trang riêng của mình và lấy những bài Phật pháp mà quý vị thấy mình nghe được phù hợp, rồi mình kết bạn để người ta vào cái trang của mình để cùng tu. Khi mà thời gian lâu vài năm thì cái trang quý vị tức khắc sẽ có nhiều người biết. Mà chính là cái trang website của quý vị cũng là một cái trang mà có thể quý vị làm ăn, kinh doanh, dính ở trong đó luôn. Được luôn đó quý vị à, cái này được mà. Mình tính cái này là tính lâu dài á. Nó chính là cái gian đó làm ăn kinh doanh gì, phước báo. Rồi cũng có thể mình đưa những cái pháp thí vào cái gian của mình được luôn. Có nghĩa là lâu dài mình đều làm được hết quý vị. Bây giờ những đức điển hình như chùa mình, nếu như những đức mà không có lập một cái trang website ấy nghe, thì chùa mình sao phát triển đến mức này? Cái này là rõ ràng luôn. Nếu như mà chỉ dùng về cái việc mà truyền bá từ ngồi chỗ ở đây thì sức truyền bá rất là chậm, nhờ cái trang website. Chương trình gì giới thiệu lên, nêu lên chương trình đó nên nó đi rất là nhanh, nó nhân đôi rất là mạnh luôn. Thí dụ như nhiều trang quý vị cũng đem chia sẻ chương trình lễ dưới Quan Âm hay là những bài giảng như đức quý vị đều đem để vào cái trang mình chia sẻ ra. Nhờ vậy mà rất nhiều người nghe. Tại vì quý vị biết rằng là mỗi một người chúng ta ai cũng có cái nhân duyên với một số chúng sanh. Tại vì mình đã tin tịnh độ, mình niệm Phật là mình sẽ có duyên với một số chúng sanh. Ít hoặc là nhiều thì chắc chắn phải có duyên. Nhưng mà ít từ từ nó thành nhiều là do gì? Mình tu phước tu duyên. Về cái trang của mình mỗi ngày luôn,
Giống như bây giờ mình kiếm tiền mình xây một ngôi chùa khó lắm. Mình xây ngôi chùa lên cũng chưa chắc mình dùng cái ngôi chùa này để mà mình hướng dẫn ta tu mà tiện lợi được cũng chưa chắc. Nhưng mà cái gian mạng internet của chính mình, quý vị lại có thể phát triển từ từ. Vì dùng đa dạng phương tiện để quý vị phát triển cái trang của mình. Từ từ rất là nhiều người biết đến cái trang của mình. Và chính cái trang đó mình cũng có thể hướng dẫn người ta tu. Và chính mình cũng tu cùng với người ta trong cái trang đó luôn. Cũng như là một cái đạo tràng của mình luôn đó quý vị. Rất là hay á, nghe không có giỡn đâu. Rất là hay. Mà những đức nói thí dụ như chùa mình, thí dụ như chú Tâm Nhiên đồ này kia nè, ổng đâu có rành gì mấy đâu, mà ổng làm gì từ 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 cũng biết đó mà. Nhiều cô ngồi đây các cô đều biết lập trang hết. Thí dụ như mình nên biết, mình nên hướng dẫn cho người ta lập trang website Phật giáo. Có nghĩa là người không biết vào cái trang của mình, tự nhiên người mình sẽ chỉ dẫn người ta lập cái trang Phật giáo. Để mà mình mỗi người nên phát triển về cái trang đó. Cái điều này nó rất là hay quý vị à. Cực kỳ hay luôn. Và thời thế phát triển sau này đó, toàn là dùng mạng internet không. Quý vị chờ xem. Bây giờ là những đức thấy rõ ràng là như chùa mình bây giờ làm giấy thường trụ cho các cụ là đâu còn sổ sách nữa đâu. Làm giấy trên mạng không mà quý vị. Thí dụ như các cụ vô thường trụ thì mình báo qua bên cái chỗ người ta làm giấy bên mặt chính quyền sao đó. Rồi là người ta làm giấy trên mạng không à. Người nào mà mắc rồi thì mình báo cho người ta gửi giấy báo thử thì sao đó. Chứ nó không có cái việc mà đi đến trực tiếp nơi đó để gặp người đó làm việc này kia nữa quý vị. Thì cái sự phát triển về cái mạng truyền thông bây giờ nó quá mạnh à. Nên từ từ rồi là cái này là cái phát triển mạnh nhất. Cái việc mà sau này đến một ngày nào đó, cái chuyện mà để tập trung con người mà đông như vậy, nó sẽ hạn chế nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Có thể mình nghĩ rằng người ta tập trung mà đông như vậy, hiện tại là quý vị thấy là không phải nơi nào cũng làm được rồi đó. Cái chuyện mà tập trung đông đông một chút là có trở ngại á. Đó. Như vậy đó mà cái trang của mình có thể một số người cùng tu chung. Thí dụ như bây giờ cái trang website của chùa mình nè, một ngày 3-4 buổi tu. Vậy đó mà người ta vô tu có khi á cũng xê xích với chùa mình nó giỡn đâu. Người ta tu chung với cái trang của mình mà xê xích với cái chúng chùa này tu nè. Có những buổi tu 300 mấy, 400 người tu chung. Thấy không? Mà một ngày mấy thờ vậy luôn. Mà người ta vô tu chung. Rồi nhiều vị lập trang vậy đó mà nhiều người vô tu chung. Nó mà rất là nhiều loại trang, những đức thì không có rành nhiều, nhưng mà những đức thấy như thí dụ như những cái trang mà những đức giảng những buổi pháp ngắn ngắn 1 phút, 2-3 phút là những trang tóc gì đó để lên đó là người ta đưa đi nhanh cấp kỳ, mà nó phát triển rất là mau nha quý vị. À, có nghĩa là những đức không có biết, nhưng mà những đức thấy như vậy là lợi ích, thì những đức chia sẻ với quý vị. Mỗi một người chúng ta nên có cái cách để mà bản thân mình mỗi ngày đều tu được phước duyên. Từ cái trang mạng internet mình cũng tu được phước duyên nè. Rồi từ chiếc điện thoại mình là người ta gọi cho mình cái nghe niệm Phật cũng tu được phước duyên nè. Có nghĩa là nó đa dạng phương tiện để mình tu được phước duyên. Khi cuộc đời mình đi đến thế gian này mình phải làm một cái gì đó. Ví dụ như giờ nói về xây ngôi chùa như Hòa Thượng này mình khó làm. Hoặc là mình hỗ trợ chung tay một chút thôi. Nhưng mà quý vị biết thấy rõ ràng chùa chiền bây giờ thì rất là nhiều, nhưng nói về mà chùa nào cũng hướng dẫn tu thì ít lắm. Nếu tính về cái việc mà hướng dẫn tu thì ít quá, rất là ít. Thí dụ như ta thấy phương pháp tu này là nhiều người ta hưởng ứng tu đó. Bây giờ điển hình như nhiều Phật tử có thể đi đến chùa nhờ quý thầy để cho con tu phương pháp này. Trong khi cái ngôi chùa từ đó tới giờ là ít, rất ít cái người ta đến tu. Nhưng mà khi tu niệm Phật lễ Phật là nhiều người người ta đến người ta tu. Mỗi ngày người ta đến tu luôn. Như một số chùa ở miền ngoài, tự nhiên người thầy chấp nhận cái thì hàng cư sĩ người ta rủ người đến tu. Vậy mà người ta đến tu rất là đông nghe. Nhưng mà để người ta có thể chuyển cái phương pháp đó người ta tu mà luôn thì cái việc này có khi người ta không làm được. Người ta cứ có một cái quan niệm là từ xưa tới giờ đã như vậy, bây giờ mà kêu bỏ thì tiếc quá.
Nếu như quý vị hỏi Nhân Đức, nếu từ xưa tới giờ thầy làm một cái việc đó mà lâu ngày, lâu tháng, lâu năm mà cái việc đó nó không có kết quả gì, bây giờ có một cái có kết quả thầy sao? Cuộc đời con người sống ở cái cõi đời này hơn nhau chỉ có cái là bạn có dứt được cái mà bạn thấy nó không có kết quả hay không. Chứ bạn đừng liên tiếp làm gì, hiểu không? Có nghĩa là không phải là đá đổ, không phải là bỏ, mà nó cũng là một cái nền tảng để giúp cho mình đi đến chỗ thành công, nhìn ra cái kết quả, hiểu không? Thí dụ như bây giờ mình sống với một con người mà toàn là làm nhau khổ đau không à, nó không có gì vui chứ. Toàn là sống với nhau như sống gỡ vậy, sống làm nhau đau khổ không à. Nếu như cảm thấy là như vậy thì sống nhau làm gì? Sống nhau có kết quả gì đâu. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Hay gì đâu rồi. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta về chùa suốt 4 ngày nay, ngày nào mình cũng nghe pháp và niệm Phật và cúng tế thực phóng sanh xuyên suốt thời gian 4 ngày liên tục của pháp hội. Hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là cái buổi cúng tế thực, bữa nay là kết thúc cái chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm trong 4 ngày của chúng ta. Và chiều nay những đức vừa chia sẻ Phật pháp xong, giờ này ra cúng tế thực và phóng sanh. Tối đêm nay chúng ta lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, bữa nay nữa là được 2000 lại. Thì tất cả người hôm nay được lại chung, chúng ta sẽ lãnh được cúp vàng. Nên là nguyện mình nguyện đem cái công đức tu hành trong 4 ngày này, nguyện cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và chúng ta hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Nhờ cái công đức phước báo này rất là lớn, hồi hướng cầu an, nhờ cái phước báo này mà nguyện cầu cho gia đình chúng ta có những người nghiệp chướng nặng nề nhất, từ chồng, từ vợ, từ con, có những cái điều mà không thuận hòa, nhờ cái công đức phước duyên mà nó chuyển hóa cái gia đình, từ từ gia đình được tốt đẹp. Mà muốn chuyển hóa gia đình được thì phải chuyển hóa từ ngay mình. Vì mình là người nghe Phật pháp, mình phải hiểu nhân quả. Trước nhất mình phải có cái tâm vui chả và chuyển được cái tâm buồn giận của mình thì mới chuyển người ta được. Cái việc này rất là quan trọng. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức trong gia đình của tất cả quý Phật tử, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cho họ nhờ cái công đức phước duyên này và thần thức tỉnh táo biết nương về Tam Bảo, nương về Bổ Nguyện Di Đà. Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện: niệm danh hiệu ta, ta tiếp dẫn. Chỉ cần buông xuống cái tâm ái nhiễm, giận hờn, hận thù, đòi nợ mà nương vào bổ nguyện niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn người này về cực lạc. Về cực lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Hà Tát. Như đăng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thầm phương nhật tiết hộ tình. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiết, ngà đăng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, tự thực biến thập phương nhất tiết cổ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất tiết, ngà đăng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, thừ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án bụng lụng lẫn ta bà ha, án bụng lụng lẫn ta bà ha.
ta bà ha án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng tam bà và việt nhật ca ra hồng gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát cô ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi hữu vị vô danh ngộ danh vô vị ơi thái nhi vì nghiệp phá thai ơi ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc a di đà phật 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 A Di Đà Phật. Chúng ta về đây được cúng đi thực gì nên là chư hương linh hay là thai nhi vì nghiệp phá thai hay tất cả những người trong gia đình quý vị chết oan chết ức mà chưa siêu thoát về đây được và dự 4 ngày pháp hội ở đây. Chùa mình thì ngày nào cũng cúng đi thực hết chứ. Về đây thì nghe pháp được tu. Chúng ta đây là một cái cảnh giới bình yên mà người sống cũng thấy được thoải mái bình yên, mà người chết nương tựa vào đây để tu hành cũng đặc biệt lắm. Nên nếu mà thích thì ở đây, những đức cho ở đây mình tu đó. Mỗi ngày mình niệm Phật, mình hộ trì Tam Bảo. Niệm Phật, mình nương vào cái quay lực của đại chúng này tu đông á. Và ngày nào cũng cúng đi thực cho mình dùng và đem công đức hồi hướng cho mình. Từ nơi đó mà cái tâm thức mình nó sẽ sáng suốt, vui vẻ, quan hỷ cái ở trong chùa. Rồi để mà niệm Phật, rồi Phật A-di-đà tiếp dẫn mình về cực lạc. Còn mình đi theo những người ở ta, người ta ở ngoài đời, người ta lo đi làm ăn, người ta đâu có thời gian cúng kiến mình đâu. Nên từ nơi đó mà buồn lắm, làm cô hồn vất vơ vất vưởng. Thôi mình ở trong chùa đi, mình nghe đạo, mình tu. Đây là một hoàn cảnh rất là rộng rãi, hương linh ở cũng rất là thích. Từ nơi đó những đức khuyên như vậy, vì thích ở thì ở, thích về thì về kể quý vị. Chúng ta quyết chí mình tu để về cực lạc, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Cái duyên phóng sanh rất là thù thắng, nên quý vị nghe đạo tập ăn chay trường hay lắm. Tại vì khi mình ăn chay mình phóng sanh tâm tư mình nhẹ lắm. Con người mà hung dữ hỗn ẩu là từ sát sanh mà ra. Con mình ngỗ nghịch cũng từ sát sanh mà ra. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình biết được Phật Pháp, mình biết cái nghiệp sát là cái nghiệp rất nặng. Nên mình chương trình lễ mình phóng sanh. Nên chúng ta đọc tam quy y xong mình vui vẻ quan hỷ vỗ tay để thả chim. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta niệm Phật vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà.